tôi nữa. Tôi xin hãy thay các quý vị cùng mình lắng nghe. Báo ước không chỉ dừng lại trên ba cặp đôi mà chúng ta nhìn thấy, nhưng mà
cho mỗi người chúng ta. Nhưng mà qua đó những cộng đồng nơi mà chúng ta đang hiện diện có mặt sẽ bị nguy hiểm rất lớn. Kính thưa Bộ Khoa học và Hải học, chúng ta nhóm họp ở đây trước sự nhìn qua ngôi Đức Chúa Trời để kết hợp Thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơm. Xin mời đứng lên, xin một hát vỗ tay ạ. Thầy Vũ Đình Phong và cô Ngô Thị Dung. Thầy Nguyễn Văn Trung và cô Nguyễn Thị Thủy. Hôn nhân đã là một sự rất là diệu kỳ ở trong mọi sự diệu kỳ. Đó là nơi dừng lại của những ngòi bút, của những suy tư và dòng thơ. Và không những dừng lại ở sự tuy diệu của hôn nhân. Hôn nhân càng đặc biệt hơn vì Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo hôn nhân. Trước khi có hội thánh ở trên đất này thì gia đình được Đức Chúa Trời thiết lập đầu tiên. Điều đó muốn nói rằng tất cả mọi hội thánh ngày hôm nay đang tồn tại phát triển là do những gia đình góp chung với lại. Họ là những viên gạch, họ là những sự sống để kiến tạo hội thánh. Và tại đây chúng ta nhìn thấy qua đó Đức Chúa Trời ban phước cho hôn nhân để dạy chúng ta về sự liên hiệp uy nghiêm giữa trời và người, giữa Đấng Christ và hội thánh. Hôn nhân vì vậy nó không chỉ là buổi lễ thông thường của con người, của tổ chức tôn giáo trong hội trường này, nhưng mà hôn nhân đó là một giao ước trọn đời. Tôi xin nhắc lại, hôn nhân trong Chúa đó là một giao ước trọn đời giữa hai cá nhân nam và nữ cách tình nguyện. Chúng ta cam kết trước sự nhìn của ban ngôi Đức Chúa Trời, hội thánh và hai họ sẽ trọn đời yêu nhau, sống chung thủy suốt đời đúng theo lời của Kinh Thánh phán dạy. Theo sự chấp thuận của đôi bên bố mẹ, sự sắp đặt của ban thường vụ tổng hội liên đoàn Chúa Giê-xu Tam, hội thánh Galilee Phaolô của giáo hạt Israel đã đồng thuận cho hôn lễ của thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơm, thầy Vũ Đình Phong và cô Ngô Thị Dung, thầy Nguyễn Văn Trung và cô Nguyễn Thị Thủy được cử hành trong giờ khắc rất trang nghiêm này. Về phương diện pháp lý thì coi thầm biết dành cho một sự. Về phương diện pháp lý thì các thầy cô đã có giấy chứng nhận, thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơm có giấy chứng nhận kết hôn tại Ủy ban Nhân dân phường Thương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, số 58. Ngày đăng ký đó là ngày 4 tháng 4 năm 2019 do Phạm Hồng Thái, đó là phó chủ tịch. Chúng ta nhìn thấy tổ đăng ký kết hôn ở đây. Đối chống chúng ta ở đây. Chúng ta cũng được nhìn thấy cái chứng nhận kết hôn của thầy Vũ Đình Thông và cô Ngô Thị Dung. Nơi đăng ký kết hôn đó là Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, số 13/2019 do ông Phùng Văn Sàng, đó là phó chủ tịch, ký xác nhận. Chúng ta nhìn thấy thầy Nguyễn Văn Trung và cô Nguyễn Thị Thủy, họ đã ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 19/2/2019 do ông Nguyễn Quang Minh, đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong đã ký. Chúng ta nhìn thấy. Dạ, xin mời cả ba. Trước hết tôi sẽ giới thiệu từng gia đình một. Mời thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơm xin mời đứng đây.
Tôi xin được hân hạnh giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Dung, đã, mẹ của thầy Lê Hoàng Trung, đại diện cho họ nhà trai. Bà có bằng lòng cưới cô Chu Thị Thơm cho con trai yêu quý của mình không? Dạ có. À, chúng ta ở đây cả tuần chưa? À, xin quý vị. À, tôi xin được vinh dự giới thiệu bà Phùng Thị Liên là mẹ của cô Chu Thị Thơm, đại diện cho họ nhà gái. Chúng ta cho tràng vỗ tay ạ. Bà có đồng ý gả con gái của mình cho thầy Lê Hoàng Trung không? Có, tôi đồng ý ạ. Dạ, rất cảm ơn. Chúng ta tràng vỗ tay một lần nữa, cảm ơn Chúa. Và xin mời cặp đôi hoàn hảo và xin mời hai họ, xin mời bà xin. À, xin mời cặp đôi hoàn hảo thứ nhì, đó là thầy Vũ Đình Thông và cô Ngô Thị Dung, xin mời đứng lên. Tôi xin được hân hạnh giới thiệu bà nội, chưa ba mẹ, ông Vũ Xuân Tình và bà Hoàng Thị Thủy là bố mẹ của thầy Vũ Đình Thông, đại diện cho họ nhà trai. À, xin mời đứng lên. Vâng, tôi đồng ý. À dạ, chưa hỏi đã đồng ý rồi. Chúng ta cho tràng vỗ tay mạnh lên. Nhanh hơn cả tự nguyện. Dạ, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Dạ. Tôi xin được những người giới thiệu ông Ngô Văn Thanh và bà Hoàng Thị Hà là bố mẹ của cô Ngô Thị Dung, đại diện cho mọi nhà gái. Dạ, chờ hỏi không? Bà có đồng ý gả con cái yêu quý của mình cho thầy Vũ Đình Thông không? Tôi đồng ý ạ. À, cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời các bạn hoàng hạ gì đồng ngồi xuống và xin mời ba mẹ hai bên ngồi xuống. Dạ, cặp đôi cuối cùng là cũng rất là hoàn hảo, con kém đó ạ. Mời thầy Nguyễn Văn Trung và cô Nguyễn Thủy Thủy, mời đứng lên. Tôi xin được hân hạnh giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiền là bố của thầy Nguyễn Văn Trung, đại diện cho họ nhà trai. Chúng ta tràng vỗ tay, cảm ơn Chúa. Ông có bằng lòng cưới cô Nguyễn Thị Thủy cho con trai của mình không? Tôi hoàn toàn nhất trí đó. Dạ, nhất trí đồng ý, cảm ơn Chúa. À, tôi cũng xin được vinh dự giới thiệu ông Nguyễn Đình Phúc và bà Hoàng Thị Va là bố mẹ của cô Nguyễn Thị Thủy, xin mời đứng lên ạ. Ông bà có đồng ý gả con gái của mình cho thầy Nguyễn Văn Trung không? Chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Nhất trí. Dạ. Ở trong ở đây cảm ơn Chúa. Và xin mời tất cả chúng ta đồng ngồi xuống. Và đây là giờ phút rất là quan trọng của các cặp đôi. Họ sẽ hứa nguyện ở trong trước mặt Hoa Hồng Đức Chúa Trời Hội Thánh và mẹ họ ở trong kỳ giờ này. Thầy Lê Hoàng Trung, thầy Vũ Đình Thông và thầy Nguyễn Văn Trung. Trước sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, Hội Thánh và hai họ chứng kiến, có phải thầy quyết định vui nhận cô Chu Thị Thơm, cô Ngô Thị Dung và cô Nguyễn Thị Thủy làm vợ của mình chăng?
trước mặt ba ngôi linh chúa trời hội thánh thành và hai họ, tôi xin hứa. Có phải ba thầy hứa rằng sẽ bước theo mạng lệnh của Chúa để sống gương mẫu ở trong gia đình cách thánh khiết, có trách nhiệm hướng dẫn gia đình đi trong đường lối tin kính Chúa như lời Chúa dạy chăng? Trước sự hiện diện của hai ngôi trời hội thánh và hai họ, tôi xin hứa. Có phải ba thầy hứa rằng dù gặp cảnh thuận hay là nghịch, giàu hay là nghèo, lành mạnh hay đau ốm, ba thầy vẫn yêu thương các cô sắc son, an ủi, chăm sóc các cô như Đấng Christ yêu thương hội thánh? Trước sự quan hồi của Chúa Trời, hội thánh và hai họ, tôi xin hứa. Chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp thầy giữ được những lời hứa nguyện trong những ngày hôm nay. Bây giờ đến phần các cô. Cô Chu Thị Thơm, cô Lúa Thị Dung và cô Nguyễn Thủy Thủy. Trước sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, hội thánh và hai họ đang chứng kiến, có phải các cô quyết định vui nhận thầy Lê Hoàng Trung, thầy Vũ Đình Thông và thầy Nguyễn Văn Trung làm chồng của mình chăng? Trước sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, hội thánh và hai họ, tôi xin hứa. Có lẽ các cô hơi hồi hộp, nhưng mà tôi tin rằng là trái tim các cô sẽ nói lớn hơn giọng nói của mình trong giờ phút này, phải không? Có phải ba cô hứa rằng sẽ bước theo mạng lệnh của Chúa để sống gương mẫu ở trong gia đình cách chung thủy và hướng dẫn gia đình đi trong đường lối tin kính Chúa như lời Chúa dạy chăng? Trước sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, hội thánh và tôi xin hứa. Có phải các cô hứa rằng dù gặp cảnh thuận hay là nghịch, giàu hay nghèo, lành mạnh hay đau yếu, các cô vẫn yêu thương các thầy, vui vẻ làm người an ủi, chăm sóc, vâng phục các thầy như hội thánh vâng phục Đấng Christ chăng? Trước sự hiện diện ba ngôi Đức Chúa Trời, hội thánh và họ, tôi xin hứa. Dạ, chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời giữ các cô giữ vẹn những lời hứa nguyện trong ngày hôm nay. Thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơm có điều gì để chứng nhận lời kết ước ngày hôm nay không? Mời thầy chúng ta. Mời thầy cô bước lên trên này. Xin giới thiệu với toàn thể hội thánh, đây là cặp nhẫn của thầy cô. Và tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng đó là một vòng tròn không mối nối, tượng trưng cho một tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời đối với toàn thể loài người. Và đặc biệt trong buổi chiều hôm nay, đối với thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơm. Và giờ phút này là giờ phút mà chúng ta lắng nghe thầy Lê Hoàng Trung sẽ đeo nhẫn cho cô Chu Thị Thơm với những lời tuyên bố và hứa nguyện trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời hội thánh và hai họ. Xin nhắc lại, xin Chúa làm lời nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Alleluia, cảm ơn Chúa, cho bố tay cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bởi chiếc nhẫn này nhân danh Đức Chúa.
Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Em xin nhận anh làm chồng. Alleluia, cảm ơn Chúa. Xin mời thầy cô trở về chỗ mình ngồi. Thầy Vũ Đình Thông và cô Ngô Thị Dung, các bạn đã hứa nguyện trước mặt Chúa về tình yêu của mình. Thầy cô có bằng chứng gì trong lời hứa nguyện này không? Dạ. Trước mặt ban ngôi Đức Chúa Trời họ nói hai họ, thầy Vũ Đình Thông sẽ có lời hứa nguyện với cô Thị Dung trong giờ phút này. Mời thầy. Bởi chương trình này, anh xin được cưới em làm vợ, làm cho anh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Alleluia, cảm ơn Chúa. Bởi chức nhân này, em xin được nhận anh làm chồng, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời thầy Vũ Đình Thông và cô Thị Dung trở về chỗ của mình. Thầy Nguyễn Văn Trung và cô Nguyễn Thị Thủy, các bạn có bằng chứng về tình yêu trong giờ này không? Ok. Để chúng ta sẽ lắng nghe thầy Nguyễn Văn Trung sẽ có lời hứa nguyện trước mặt ban ngôi Đức Chúa Trời và Thánh và hai họ trong giờ phút thiêng liêng này. Với Chúa Thầy, con xin được hứa nguyện nhân danh Đức Cha, Đức Con. Alleluia, chúng ta có tay cảm ơn Chúa. Chúa, mời thầy cô trở về chỗ của mình. Xin mời ba cặp đôi đọc chúng tôi. Những vị thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơm, những vị thầy Vũ Đình Thông và cô Ngô Thị Dung, những vị thầy Nguyễn Văn Trung và cô Nguyễn Thị Thủy đã long trọng tuyên hứa giao ước tình yêu vợ chồng và đã công khai xác nhận điều này trước mặt sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, Hội Thánh và hai họ, nên tôi cậy quyền của Hội Thánh Đức Chúa Trời đổi ý thác mà tuyên bố rằng thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơm, thầy Vũ Đình Thông và cô Ngô Thị Dung, thầy Nguyễn Văn Trung và cô Nguyễn Thủy Thủy nên nghĩa vợ chồng như anh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Loài người không nên phóng rẻ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Bây giờ ba thầy sẽ quay qua bên ba người quá đẹp của mình, phải không ạ? Và từ từ dỡ chiếc lớp lên. Có lẽ trước đây họ đã từng nhìn gương mặt của người phối mẫu của mình rất nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên với tư cách của một người chồng mới nhìn vào gương mặt của một người vợ của mình. Xin mời chúng ta có thể chậm chậm để các máy quay phim có thể hoạt động. Chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, xin các ba cặp đôi quay lại trên đây. Còn mình muốn nhìn nữa thì về nhà mà nhìn. Tôi xin mời ba mẹ của
cô dâu, chú rể Lôi Hoàng Trung và Chu Thị Thơm bước lên trên để thắp những ngọn nén ở phía trên đây. Chúng ta ở bên nhà trai thì chúng ta thắp ở bên tay bên con trai của mình, bên nhà gái thắp ngọn nến nhỏ cho con gái của mình. Trong danh trong quyền năng của chính mình.
Mời mục sư Hiền và mục sư Vân. Dạ. Mục sư Lập. Hương sáng trong gia đình nội ngoại, những người xung quanh và con thôn xóm và bạn bè của cô đến dự các chùa để nhìn qua đời sống. Một lần nữa xin mời toàn thể họ Thắng đứng lên và hướng tay về phía ba gia đình mới trong tình yêu thương, chúng ta cầu nguyện cho họ để đây là cái bước đầu tiên họ bước vào trong những cửa của hôn nhân đầy phước hạnh và cũng không kém thách thức, với rất nhiều cái sự khám phá về nhau và chấp nhận lẫn nhau từ thuận và từ nghịch. Và đó là lý do hôn nhân trong Chúa là một hôn nhân phước hạnh ở trong quyền năng, ở trong tình yêu của Chúa lần này. Cảm tạ Chúa là Cha quyền năng của chúng con. Giờ phút này chúng con trình dâng thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơm, thầy Vũ Đình Thông và cô Ngô Thị Dung, thầy Nguyễn Văn Trung và cô Nguyễn Thị Thủy trong bàn tay quyền năng của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa Ngài thông viến ban ơn chứng kiến, tiếp trợ, dạy dỗ, đồng hành, ban phước để các thầy cô bước vào trong hôn nhân, trong sự phước hạnh của lời Đức Chúa Trời, bởi nền tảng của lời Đức Chúa Trời và qua sự cầu thay của toàn thể các vị mục sư, của các tôi con của Ngài các nơi. Trong danh của Chúa, xin Ngài ban phước cho đời sống những gia đình này để qua đời sống của họ trở sản sinh một dòng dõi thánh cho Đức Giê-hô-va, từ thuộc linh đến thuộc thể, phàm bằng chân của họ đạt đến danh Chúa Giê-xu Christ được vinh hiển. Họ sẽ trở nên muôn của đất và ánh sáng của thế gian. Amen. Qua đời sống gia đình của họ thì làm gương sáng cho tất cả mọi cộng đồng ở tại miền Bắc này và toàn thể Việt Nam. Ở trong danh quyền năng của Chúa, họ sẽ trung tín, cùng chạy, cùng cháy thánh linh của Chúa từ bây giờ đến ngày Chúa Giêsu Christ chúng con trở lại. Chúng con trình dâng họ trong quyền năng, trong sự vinh hiển, trong sự ban phước của Chúa, hiệp ý với toàn thể Hội Thánh của Chúa trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giơ vỗ tay cảm ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Xin mời ba cặp đôi đồng đứng lên. Xin mời tất cả chúng ta đi lên phía bên trên đây. Đứng phía trước đây. Đứng phía sau linh mục sư. Quay ngược xuống dưới hội chúng. Dạ, xin mời toàn thể hội thánh chúng ta đồng đứng lên ạ. Kính thưa hội thánh, tôi xin giới thiệu ba gia đình mới, thầy Lê Hoàng Trung và cô Chu Thị Thơ, thầy Vũ Đình Thông và cô Ngô Thị Dung, thầy Nguyễn Văn Trung và cô Ngô Thị Thủy. Họ là những gia đình mới ở trong quyền năng của Chúa. Alleluia, alleluia. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn của Ngài. Con cháu người sẽ trưởng thành trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước, của cải và giàu có đều ở trong người, và sự công bình người còn đến đời đời. Thi Thiên 112 từ câu 1 đến câu 4. Xin Chúa ban phước trên tất cả gia đình của đôi bên cũng như là ba cặp đôi để họ bước đi ở trong danh, ở trong lời hứa nguyện một cách diệu kỳ,
để rồi có thêm nhiều cặp đôi đến hỏi họ bí quyết nào họ kinh nghiệm được Phúc Thành. Amen không ạ? Và họ sẽ dạy cho con cháu mình về lời Đức Chúa Trời về những điều huyền diệu kỳ ở trong ánh sáng lời Chúa. Hallelujah! Chúng ta vỗ tay một lần nữa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị. Xin mời toàn thể hai họ và ban chúng ta đồng hồ. Xin mời quý vị về chỗ. Xin xin lỗi ba đôi chúng ta đưa ở đây ạ. Theo ekip chương trình của chúng tôi mới nhận được, tôi xin phép đứng ở giữa một chút.